Mặc váy vào đi, lát anh qua đón đi chơi. Một việc mà các bạn nhất định phải làm khi lên đại học đó là hiến máu. Hiến máu giống như là đổ tình yêu ở ra ngoài vậy. Nhưng mà thay vì chúng ta đổ ở trái tim thì chúng ta sẽ đổ máu ở cánh tay. Hoạt động được tổ chức rất thường niên, cụ thể là một năm ba lần. Những lợi ích khi tham gia hiến máu tình nguyện đó là mình sẽ được khám và tư vấn sức khỏe trước khi hiến máu nha. Được kiểm tra và thông báo kết quả xét nghiệm máu. Hoàn toàn bí mật. Nhận phần quà tương ứng với lượng máu hiến theo quy định. Nhân kỷ chứng nhân hiến máu tình nguyện. Nhưng lợi ích lớn nhất mà bạn nhận được đó là một nghĩa tử cao đẹp. Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại. Một hành động nhân văn.